Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chiếc đồng của mình. Và mình là Rùa đây. Thì trước mắt anh em có thể thấy đây là một cây súng như rifle đúng không anh em? Nhưng mà không anh em, đây là một cây súng SMG anh em ơi. DDM4, một cây súng SMG vô cùng cơ động luôn anh em ơi. Mới test được mấy game rồi, vô làm clip luôn cho anh em xem để cho nóng này. Uầy, uầy, uầy. Anh em nhìn cái lượng đam của nó gây ra kìa, khiếp thốn chưa? Bắn anh tơ full 7k máu, chưa mấy chục viên bốc hơi rồi. Sợ hãi, sợ hãi. Đây là một cây súng rifle nâng cấp thành SMG nhé anh em. Nó có 3 dạng, thì mình đang chơi dạng gọi là biến thành SMG. Cây súng này là cây súng SMG đầu tiên của đột kích có chức năng đó chính là đập báng chụp phải anh em ạ. Nhìn cứ tưởng rifle nhưng hóa ra đây là SMG anh em. Đấy, cái lượng đạn của nó khủng khiếp anh em. SMG mới kích được lượng đạn như thế này thôi nha. 77 viên. Đây, mình sẽ kiếm vài bạn zombie để mình test cận chiến cho anh em xem. Cây SMG hiện tại mình thấy cây này là cây cây cơ động nhất hiện tại của game đột kích luôn đấy. Vừa có tính năng gọi là vừa săn zombie, vừa có thể cận chiến zombie. Đây chính là một cây SMG sát thủ ở trong đột kích em ơi. Cái đam của nó cũng khoát khủng khiếp đấy chứ. Ây à, không thể, nhưng mà không thể KS được mấy anh team bất quỷ được. Nhưng không sao, anh em có chức năng đập báng cho phải. Từ mình sẽ bắn để mình đập báng cho anh em xem. Đúng rồi ôi. Ảo không? Ảo vãi cả lìn. Đập phát nào là thốn phát đấy em ạ. SMG nhưng có chức năng cận chiến zombie. Ai mà đỡ được. Đam lại còn ngon nữa chứ. 2vs11 à. Nào canh trai ơi. Em sẽ đam thế nào? Một bạn nhấp nháy nè. Rồi. Tuyệt vời. Cái đạn cái đàm của nó kìa. Úi nhiều hút rồi. Rồi hero thôi, đớm nhau đi. Kém định bệnh trâu thế. Ui một pha cận chiến ba sát một lúc anh em ơi, phê quá. Nào tiếp tục nào anh em ơi. Lúc đầu mình cứ tưởng cây này bắn nó bình thường cơ. Mình đọc comment thì đã có nhiều bạn comment là mình kêu mình làm mấy cái này rồi. Và mình đã test cái cây này ở chế độ rifle ấy anh em. Thì mình thấy nó bắn nó khá là bình thường. Nhưng mà không ngờ khi em nó nâng cấp lên cấp độ cuối lên SMG thì nó lại quá là khủng khiếp. Vừa cơ động, vừa sát thủ. Úi dồi ôi. Mấy bạn zombie non phải gọi là không test. Cây này bắn zombie non phê cực anh em ơi. Nói anh em thấy cái lượng đam không? Nó cứ bị ảo ảo thế nào ấy. Ấy, ảo cực. Ui rồi ôi zombie non. Cứ 20 viên là một bạn zombie non ạ. Mình bắn còn hụt khá là nhiều ấy. Nhưng mà úi hụt cái đạp. Trời ơi. Thôi trận này sẽ không cần chiến. Trận này sẽ đi kiếm multi anh em ạ. Mình nghĩ là trận này mình phải đi kiếm multi. Nó cứ ảo ảo thế nào đúng không em. Mình bắn spam không mà cứ vào đầu ơi. Ảo thật đấy. Lượng đam gây ra như là mấy bạn zombie non không thiết. Nào chạy được đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, phê chị ê, kéo dài. Bao nhiêu phát multi rồi ta? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Cứ tiếp tục đi các bạn ơi. Anh Tơ đâu, anh Tơ đâu, anh Tơ nhìn em, anh Tơ ơi. Anh Tơ không nhìn, để thế này, thế này để em tiến anh đi một đoạn, úi dồi ôi. Anh Tơ diễn viên VL. Đam kìa. Cái quần què gì vậy? Quá khủng khiếp anh em ạ. Nó kiểu không giật á. Wow. F11 auto rồi. Ui. Vãi đạn cái súng. Cái cây này còn được dạng free hay sao ấy, tại vì mình vào thấy kho đồ cái là nó có luôn rồi anh em ạ. Anh em chỉ cần chơi và nâng cấp thôi. Hack multi F11. Vãi cả đạn hack multi. Hack multi chấp hỏi. Chấp hỏi luôn hack multi. Mà có nhận cây bắn khiếp quá. Cái này mà phòng mà không có y tá thì thôi chứ sao bắt được con cây này ta. Mà có y tá đi chăng nữa thì cái cây này có chức năng chém chuột phải đặc biệt đấy anh em.
Me me phát là cho ăn cận chiến vào mồm ngay. Nguy hiểm lắm. Mình chưa từng nghĩ là sẽ có một cây SMG có tính năng đập bán chuột phải đâu. Mà được tặng free đó, vách cả luyện. Không thể tin được. Cái cây này để chức năng rifle bắn cũng khá là ok anh em. Lúc nãy mình vô chế độ đấu đơn để mình làm nhiệm vụ với cây này á. Bắn là đầu được mạnh như kiểu headshot phê cực. Nó bắn như kiểu cây HK417 á. Nhưng mà cái SMG này vô chế độ zombie ngon quá. Không biết chế độ đấu đơn thì như nào, tại vì mình vừa nâng cấp lên cái thôi mình chơi luôn. À, mình không vào chế độ đấu đơn, mình phải vào chế độ zombie để test ngay. Và lúc kích đạn thì mình mới biết đây chính là một cây SMG anh em ạ. Tại vì mình để 6 cây rifle VIP nhưng mà không lên một viên đạn nào, mình thấy lạ lạ, mình ra mình nhìn, ui rồi thì ra đây là cây SMG. Đàm khiếp quá. Bắn xa nó cũng có một chút đam đấy. Nhưng mà tầm trung là phê nhất. Ủa mất giáp luôn được. Làm phát 3 cận chiến không? Ui không được, anh tơi anh phá đám rồi. Ui phế. Bạn giúp mình nó thì làm sao đuổi được mình. Cây này SMG đấy mấy bạn ơi. Hay lắm. Là mới học sinh em ơi, không được bắn. Bắn nó lao nhanh lắm. Ui lại tiếp tục loài mồm, lại tiếp tục loài mồm. Phê 6 kill rồi, kiếm cái multi cái được không? Bạn giúp mình nó, lên đi. Ui 3.000 máu à. Chúng tôi giã 3.000 máu như giã con. Ui hồ hồi đàm. Vai đạn cái đàm. F11. Ôi, bình tĩnh anh trai. Lấy giờ cầm cái này bị kích với ấy các thứ rất là nhiều anh em ơi. Cái này cơ động quá. Trận này sẽ cố gắng kiếm vài cái cận chiến đi anh em. Trận nào nhiều y tá thì mình sẽ cận chiến, còn trận nào kiểu ít y tá nhưng bạn sẽ bị đỏ như thế này thì mình sẽ kiếm kill. Và mấy chị có mấy chị y tá thì cho tốt nhất là cận chiến đi cho nó an toàn, chị y tá đỡ móc. Ôi đảm kiếp thật. Ê, chị y tá tính bay qua kia nguy hiểm thế. Ôi rồi ôi, Predator hụt ạ. Ảo ma Lazada thật, pha đất tưởng đi rồi chứ. Chị tá ơi, lên đâm mấy con thằng 3Z đi. Đuổi theo SMG thì sao đuổi được. Bọn nó cứ nghĩ mình đây là cái rifle anh em ạ. Nó đuổi theo. Mà đuổi có được đâu. Cái này fake vãi trưởng. Lì. Ây à, bình tĩnh, em cho anh cận chiến bây giờ. Lì. Tá này có phải đam mê này. Cấp 1 nhưng mà đam mê lắm. Lì nó đi. Tờ rén. Vô đây. Thể ông bà xếp kêu cái liếm của mình hoài, cay thế nhở. Cho ông tơ đi về miền đất hứa đi chứ nhở. Anh tơ hết giờ chơi rồi. Ok, đi bị dắt để mình tiến bạn một đoạn luôn. Đi dắt như vậy là cạc cuống là không được. Đứng lại. Còn lợn. Ôi làm sao đấy. Phái đập đùa làm sao thế nhở. Còn lợn này quẩy chấm sao ấy lìn. Ôi trời ơi, tí nữa là phải lòi rồi. Ôi mất giáp luôn. Thôi thế là bay luôn cái băng bảo vệ rồi. Anh em phải thấy là lượng đạn của mình đang là 77. Xẹt 1.292 viên là 1.003 viên. Lúc lấy mình bắn vài viên rồi. Cái lượng đạn quá là khủng khiếp. Chức năng chuột phải đó chứ. Zombie nào mà nhấp nháy mà cái đuổi theo mình mà kiểu chầy cối anh em. Mình cho ăn chuột phải ngay. Ôi sao anh Diện này cái đỉnh mình cứ lên tìm mình làm gì vậy. Thế thì em tiến anh đi một đoạn. Ui chém vào sau lưng lúc nó đang nhảy. Headshot. Chứng tỏ là cái cận chiến chuột phải của cái cây này cực kỳ ảo.
Áo ma Lazada cực anh em ơi. Cho anh Tơ tiễn Vector về miền đất hứa nào. Ui ôi lại hết shot anh Tơ kìa. Trong khi mình có đặt tâm vào đầu đâu. Quá ảo ạ. Ảo thật đấy. Không đỡ được. Anh em đánh giá như thế nào về cái cây súng này? Cây này còn có hai phiên bản nữa cơ. Để khi nào mình làm về full phiên bản này, tại vì nó phải nâng cấp mà. Nhưng mà mình thấy cái cây này ở trong chế độ zombie nó có vẻ là một cây bây giờ là bá đạo ở trong chế độ zombie đấy. Bắn ngon thế này cơ mà. Ui dồi ôi. Bắn tào lao tao vào đầu ạ. Trời laser cứ multi ạ, ngại quá ôi rồi. Đám to quá không kiềm được. Hồi sinh ạ. Chơi ông, em cận chiến anh luôn á. Đi. Đây này. Đi. Các bạn zombie ở đâu ra đây? Rùa chưa nghe một con thằng nào. Ui bắt đầu luôn. Đám to quá. Ông kia đi rồi. Ok còn có vài giây nữa thôi anh em ơi. Thôi chắc clip của mình đến đây thôi nhá. Anh em thấy cây SMG thế nào? Mình nghĩ đây là một cây SMG có thể thay đổi meta hiện tại của game luôn đấy. Thôi bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những clip tiếp theo.